Ngày 30 tháng 1, hàng loạt phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin song song khi thông báo kết hôn với diễn viên người Anh Cathy Louise Souder. Ngoài ra, nam diễn viên tiết lộ bạn gái đang mang thai. Thông báo này được nam diễn viên đưa ra thông qua một bài viết trên trang dành cho người hâm mộ. Anh cho biết: "Hôm nay, chúng tôi đi đăng ký kết hôn để bắt đầu cuộc sống vợ chồng dựa trên sự tin tưởng và yêu thương sâu sắc. Chúng tôi hy vọng có thể cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc. Thật biết ơn khi một sinh mệnh đang đến với chúng tôi. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để giữ lời hứa với nhau và bày tỏ lòng biết ơn chân thành với cuộc sống quý giá đã có." Song song khi nói về Cathy Louise Souder, tôi nguyện dành phần còn lại với Cathy Louise Souder, người đã ở bên, ủng hộ, chăm sóc và dành thời gian quý báu cho tôi. Cô ấy có một trái tim nhân hậu và luôn sống hết mình. Cô ấy là một người khôn ngoan và tuyệt vời đến mức đáng ngưỡng mộ. Nhờ cô ấy, tôi đang trở thành người tốt hơn. Hai người công khai hẹn hò vào tháng 12/2022. Khi đó, một số người đặt ra nghi vấn Cathy Louise Souder đã có con gái 10 tuổi. Cụ thể, trong một sự kiện ở Roma, Ý vào tháng 3/2012, nữ diễn viên để lộ phần bụng khá lớn giống như đang mang thai. Một năm sau đó, Cathy Louise Souder xuất hiện trở lại với dáng vẻ thon gọn, khiến nhiều người cho rằng cô đã sinh con và lấy lại vóc dáng. Với nghi vấn này, song song khi nhấn mạnh đây là chuyện đời tư và không thể xác nhận, truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin một nguồn tin tiết lộ bạn gái song song khi đang mang thai. Cả hai được bắt gặp tại một phòng khám phụ sản vào ngày 22 tháng 12. Theo nguồn tin, Song Jong Ki và bạn gái đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới. Tuy nhiên, Hyeju Studio cho biết vì đây là chuyện đời tư của nghệ sĩ nên không thể xác nhận thông tin. Cathy Louise Souder sinh năm 1984 mang quốc tịch Anh và xuất hiện lần đầu trong bộ phim Love Sunny năm 2002. Kể từ đó, cô đã xuất hiện trong nhiều phim truyền hình và được chọn là nữ diễn viên nổi tiếng tại Liên hoan Toulouse 2007. Sau bộ phim CCTV Secret Gate vào năm 2019, cô dừng hoạt động diễn xuất. Hiện, cô sinh sống tại Hàn Quốc và dạy tiếng Anh.